quý thính giả và các bạn thân mến. Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4, cách giải phóng sức mạnh vô hạn để mang lại lợi ích trong cuộc đời bạn. Trong các chuyến đi diễn thuyết của mình, tôi đã từng nói chuyện với một nhóm người ở vùng núi Colorado. Trong cuộc trò chuyện sau đó tại một bữa tiệc trưa, người dẫn chương trình của tôi nói rằng hầu hết mọi người đều lo lắng quá nhiều và vì thế mà tự tước đi cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ. Anh ấy kể cho tôi nghe về một người đàn ông lớn tuổi sống tại một trong những cabin ở vùng núi gần đó. Những người hàng xóm thương cảm cho ông ta vì ông ta luôn có vẻ mệt mỏi, chán nản, lo lắng và cô đơn. Ông ta mặc quần áo rách nát và sở hữu một chiếc ô tô cũ đời năm 1928. Ông dường như không còn gì để sống và dường như không có người thân hay bạn bè. Thỉnh thoảng ông ta đến cửa hàng tạp hóa và luôn hỏi mua bánh mì cũ và thức ăn rẻ tiền nhất, và ông ta thường trả tiền cho nó bằng những đồng xu tiết kiệm. Cuối cùng khi ông ta không xuất hiện trong vài tuần, hàng xóm đến lán của ông ta và phát hiện ông ta đã chết. Cảnh sát trưởng lục soát căn nhà gỗ cũ để tìm tên của những người thân hoặc manh mối về danh tính thực sự của ông ta. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, họ phát hiện ra rằng ông lão tội nghiệp có hơn 100.000 đô la trong bó tờ 25 đô la. Rõ ràng là ông đã kiếm được nhiều tiền trong những năm trước đó và chưa bao giờ đầu tư hay gửi vào ngân hàng. Ông ta đã có được số tiền đáng kể, nhưng ông ta đã không sử dụng nó để sống cuộc sống giàu có hoặc tiêu nó cho mục đích vị tha. Hơn nữa, ông ta đã thất bại trong việc đầu tư nó một cách khôn ngoan để sinh lời. Người dẫn chương trình của tôi nói rằng chính nỗi sợ hãi đã chi phối ông già đó. Ông ấy đã lo lắng sợ rằng mọi người có thể biết được tiền của ông và ăn cắp nó từ ông ấy. Ông ấy đã từng là một người suy nghĩ rất tiêu cực, nhưng ông ta đã có một tài sản bên trong và không thể chia sẻ trong cuộc sống tốt đẹp. Thực sự thì ông ta có thể có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bạn có một tài sản để chia sẻ. Ngôi nhà kho báu của vô cực nằm trong bạn. Bạn có chìa khóa để mở tất cả các loại kho báu. Chìa khóa chính là suy nghĩ của bạn. Điều này sẽ mang lại cho bạn nhiều sự giàu có hơn so với ông già cô đơn và sợ hãi đó, và nhiều hơn thế nữa về mọi thứ mà bạn muốn. Bạn có chìa khóa của sức mạnh tuyệt vời và kỳ diệu nhất trên thế giới, sức mạnh của đấng vô hạn trong bạn. Kinh Thánh nói, và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó, vì này nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Sách Luca chương 17 mục 21. Trước tiên, hãy tìm kiếm kiến thức và nhận thức về sự hiện diện và sức mạnh bên trong này, và tất cả những thứ bạn muốn sẽ được thêm vào cho bạn. Hãy nhớ rằng quyền hạn của bạn là quyền lực của người đứng đầu là Chúa, mà người bình thường không mấy khi sử dụng được. Bạn có một tài sản để chia sẻ bằng cách khuấy động món quà của Chúa bên trong bạn. Bạn có thể chia sẻ những món quà của tình yêu thương và thiện chí với những người khác. Bạn có thể chia sẻ một nụ cười và một lời chào vui vẻ. Bạn có thể khen ngợi và đánh giá cao đồng nghiệp, nhân viên của mình. Bạn cũng có thể chia sẻ những ý tưởng sáng tạo và tình yêu của Đức Chúa Trời với tất cả những người xung quanh bạn. Bạn có thể nhìn thấy sự thông minh và khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong các con trai và con gái của mình và gọi nó ra một cách có chủ ý, cảm tính, và những gì bạn tuyên bố và cảm nhận sẽ được phục sinh trong cuộc sống của chúng. Bạn có thể có một ý tưởng mới đáng giá cả một gia tài mà bạn có thể chia sẻ với thế giới, có thể là một bản sonat, một phát minh, một vở kịch, một cuốn sách hoặc một ý tưởng sáng tạo và mở rộng trong công việc kinh doanh hay nghề nghiệp của mình. Điều này sẽ ban phước cho chính bạn và những người khác. Hãy nhớ rằng, cơ hội duy nhất bạn có là cơ hội bạn tạo ra cho chính mình. Bạn có cơ hội cả đời. Hãy bắt đầu từ bây giờ để tinh thần khai nguồn chứa vô tận bên trong bạn, và bạn sẽ thấy mình đang tiến lên, đi lên và hướng về Thượng Đế. Làm thế nào bạn có thể vươn lên đỉnh cao mà bạn mong muốn? Vài năm trước, trong một bài giảng,
Bà Vera Zescliffe, nghệ sĩ chơi đàn organ của nhà thờ chúng tôi ở Los Angeles, đã kể lại hành trình gây xúc động về những thử thách và gian khổ của Paderewski trước khi ông trở nên nổi tiếng thế giới. Ông ấy đã được các nhà soạn nhạc nổi tiếng và các chuyên gia về âm nhạc khuyên nhủ vào thời của ông rằng ông ấy không có tương lai khả dĩ với tư cách là một nghệ sĩ piano và ông ấy nên quên điều đó đi. Các giáo sư tại Nhạc viện Warsaw, nơi ông theo học, họ đã cố gắng hết sức để ngăn cản mong muốn của ông. Họ chỉ ra rằng các ngón tay của ông ấy không được tốt và thay vào đó là ông ấy nên thử viết nhạc. Paderewski bác bỏ những tuyên bố tiêu cực của họ và tự nhận mình bằng sức mạnh bên trong. Ông chủ quan nhận ra rằng ông có một tài năng để chia sẻ với mọi người trên khắp thế giới. Đó là giai điệu của Chúa và âm nhạc của những tinh cầu. Ông đã luyện tập một cách gian khổ và siêng năng hàng giờ mỗi ngày. Cơn đau hành hạ ông trong hàng nghìn buổi hòa nhạc. Và như bà Rescliffe nói, máu thỉnh thoảng rỉ ra từ đôi tay bị thương của ông. Tuy nhiên, ông vẫn kiên trì và sự kiên định của ông đã mang lại những phần thưởng tuyệt vời. Những sức mạnh bên trong đã đáp lại lời kêu gọi và nỗ lực của ông ấy. Ông biết rằng chìa khóa cho chiến thắng của mình là sự tiếp xúc với thần lực bên trong ông ta. Thời gian trôi qua, thiên tài âm nhạc của Enes Paderewski đã được công nhận trên toàn thế giới và mọi người ở mọi tầng lớp đều tỏ lòng kính trọng người đàn ông này, người đã chạm và cảm nhận được sự hợp nhất với nhạc sĩ vĩ đại bên trong, kiến trúc sư tối cao của vũ trụ. Bí quyết thành công của Paderewski. Giống như Paderewski, bạn cũng có khả năng từ chối hoàn toàn những lời đề nghị tiêu cực của những người nói với bạn rằng bạn không thể là những gì bạn muốn. Paderewski cũng nhận ra rằng sự hiện diện của Chúa ban cho ông ấy khao khát và tài năng chính là sức mạnh sẽ mở ra cánh cửa và tiết lộ kế hoạch hoàn hảo cho việc thực hiện ước mơ của mình. Hãy tin tưởng vào thần lực bên trong bạn và bạn sẽ thấy rằng sự hiện diện và sức mạnh bên trong này sẽ nâng bạn dậy, chữa lành bạn, truyền cảm hứng cho bạn và đưa bạn đến con đường cao tới hạnh phúc, thanh thản và thành quả của lý tưởng bên trong bạn. Làm thế nào để đối phó với vẻ ngoài có vẻ công bằng của thế gian? Trong một chuyến thăm Hawaii, một giám đốc điều hành đã nói với tôi: không có công lý trên thế giới này, mọi thứ đều quá bất công. Các công ty không có linh hồn, họ không có trái tim. Tôi làm việc chăm chỉ và dành nhiều giờ sau thời gian hành chính, nhưng những người dưới quyền tôi thì được thăng chức và tôi đã bị bỏ qua. Tất cả thật bất công và chán nản. Lời giải thích của tôi là cách chữa khỏi cơn thịnh nộ của người đàn ông này. Tôi thừa nhận rằng có sự bất công trên thế giới và điều đó, giống như Robert Burns đã nói, sự vô nhân đạo của con người đối với con người khiến hàng ngàn người thương tiếc. Nhưng quy luật của tiềm thức là không phụ thuộc con người và luôn luôn công bằng. Tiềm thức của bạn chấp nhận ấn tượng của suy nghĩ của bạn và phản ứng lại tương ứng. Đó là do cánh buồm chứ không phải hướng gió quyết định con thuyền đi. Chính suy nghĩ, cảm giác và hình ảnh bên trong của bạn, nói cách khác là thái độ tinh thần của bạn, vận hành bên trong bạn chứ không phải là những luồng suy nghĩ tiêu cực và những làn sóng sợ hãi tạo nên sự khác biệt giữa thăng tiến và thành công, giữa thất bại và chiến thắng. Luật hoàn toàn công bằng và chính xác về mặt toán học và trải nghiệm của bạn là sự tái tạo chính xác tư duy và hình ảnh theo thói quen của bạn. Tôi giải thích ngắn gọn cho người điều hành trẻ câu chuyện quen thuộc của những người lao động trong vườn nho, nơi mà tất cả những người lao động đều nhận được một xu. Ngay cả những người đến vào giờ thứ 11 cũng nhận được tiền công như những người làm việc cả ngày. Những người đến vào giờ thứ 3, thứ 6 và thứ 9 cũng nhận được tiền công như nhau. Khi họ thấy những người đàn ông làm việc nhưng một giờ được trả lương như nhau, họ ghen tị và tức giận. Nhưng câu trả lời họ nhận được là như nhau: này bạn, tôi chẳng xử tệ với bạn đâu, chính bạn đã thỏa thuận làm việc mỗi ngày một đồng bạc. Sách Matthew chương 20 mục 13. Luật được nêu rõ ràng trong Matthew chương 18 mục 19. Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi,
Nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Điều này có nghĩa là khi ý thức và tiềm thức của bạn đồng ý về sự thăng tiến, thành công, sự giàu có và hành động đúng đắn, quy luật trong tiềm thức của bạn sẽ tôn trọng, thực thi và đưa nó thành hiện thực trong khả năng của bạn. Tôi nói thêm, bạn đang bực bội, tức giận và đẩy lên án cũng như chỉ trích đối với tổ chức sử dụng bạn. Những đề xuất tiêu cực này đi vào tiềm thức và dẫn đến mất khả năng thăng tiến, gia tăng tài chính và uy tín của bạn. Một chương trình và công thức cụ thể để sử dụng hàng ngày. Tôi đã cho anh ta công thức tinh thần và tâm linh sau đây để thực hành hàng ngày. Tôi biết rằng các quy luật của tâm trí tôi là hoàn toàn công bằng, và bất cứ điều gì tôi gây ấn tượng trong tiềm thức của mình đều được tái tạo một cách chính xác trong thế giới vật chất và hoàn cảnh của tôi. Tôi biết rằng tôi đang sử dụng một nguyên tắc của tâm trí và một nguyên tắc là hoàn toàn vô tư. Tôi bình đẳng trước các quy luật của tâm trí, có nghĩa là nó được thực hiện đối với tôi như tôi tin tưởng. Tôi biết rằng công lý có nghĩa là công bằng, đúng đắn và vô tư, và tôi biết rằng tiềm thức của tôi là hoàn toàn vô tư và khách quan. Tôi nhận ra rằng tôi đã tức giận, phẫn uất và ghen tị, và tôi cũng đã tự hạ thấp, chỉ trích cũng như lên án bản thân. Tôi đã hành hung và tra tấn về mặt tinh thần, và tôi biết rằng quy luật là như bên trong và nó hiển hữu. Do đó, sếp và các cộng sự của tôi là minh chứng xác nhận một cách khách quan những gì tôi đã nghĩ và cảm nhận theo chủ quan của mình. Những gì tôi chấp nhận hoàn toàn trong tâm trí, tôi sẽ rút ra kinh nghiệm của mình, bất kể điều kiện, hoàn cảnh hay quyền hạn. Tôi cầu chúc thành công, thịnh vượng và thăng tiến cho tất cả các cộng sự của tôi, và tôi thể hiện thiện chí với lời chúc phúc cho tất cả mọi người ở mọi nơi. Sự thăng tiến là của tôi, thành công là của tôi, hành động đúng là của tôi, sự giàu có là của tôi. Khi tôi khẳng định những chân lý này, tôi biết chúng đã lắng đọng trong tiềm thức của tôi, phương tiện sáng tạo và những điều kỳ diệu đang xảy ra trong cuộc đời tôi. Mỗi đêm trước khi ngủ, tôi tưởng tượng vợ chúc mừng tôi vì sự thăng tiến tuyệt vời. Tôi cảm nhận được thực tế của tất cả những điều này. Về mặt tinh thần và cảm xúc, đôi mắt tôi nhắm nghiền và tôi lơ mơ, buồn ngủ, thụ động, trạng thái tinh thần dễ tiếp thu. Nhưng tôi nghe thấy những lời chúc mừng của cô ấy, cảm nhận được cái ôm và nhìn thấy những cử chỉ của cô. Toàn bộ phim tinh thần sống động và chân thực. Và tôi đi ngủ trong tâm trạng này vì biết rằng Chúa đã ban cho người mình yêu trong giấc ngủ. Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ ngài yêu mến bằng vậy. Sách Thi Thiên, chương 127, mục 2. Người điều hành này đã phát hiện ra rằng quy luật của tâm trí anh ta đã thiết lập công thức, tức là sự phù hợp với các nguyên tắc của tâm trí anh ta. Khi suy nghĩ đúng đắn, hình ảnh đúng và cảm xúc đúng đắn chiếm lĩnh trong tâm trí ý thức của anh ấy, tiềm thức của anh ta đã phản ứng tương ứng. Đây là sức mạnh của năng lực tâm trí. Các quy luật của tâm trí bạn giống nhau ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Vào cuối một vài tháng sau quá trình cầu nguyện này, giám đốc điều hành đã được bầu làm tổng giám đốc công ty của mình và đang phát triển thịnh vượng, vượt xa sự mong đợi. Cách một người phụ nữ chia sẻ tài sản của mình và trở nên giàu có hơn. Vài năm trước, tôi đã có nhiều cuộc nói chuyện thú vị với một phụ nữ ở Canada. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy coi tiền bạc và sự giàu có như không khí mà cô ấy hít thở. Cô cảm thấy tự do như gió. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, người phụ nữ này đã tuyên bố: "Tôi giàu có, tôi là con gái của Chúa. Chúa đã ban cho tôi đủ mọi thứ để tôi thụ hưởng." Đây chính là lời cầu nguyện hàng ngày của cô. Cô ấy đã tích lũy hàng triệu đô la và tài trợ cho các trường cao đẳng và đại học, thiết lập học bổng cho các nam sinh và nữ sinh xứng đáng, đồng thời thành lập các bệnh viện và trung tâm đào tạo y tá ở những nơi xa xôi trên thế giới. Niềm vui của cô ấy là cống hiến một cách khôn ngoan, thận trọng và có tính xây dựng, và cô ấy đã trở nên giàu có hơn trước.
Tại sao người giàu ngày càng giàu và người nghèo ngày càng nghèo? Một ngày nọ, cô ấy nói với tôi: Ông biết đấy, câu cách ngôn xưa cổ hoàn toàn đúng. Người giàu càng giàu và người nghèo càng nghèo. Đối với những người sống trong ý thức về sự sung túc và dồi dào, của cải chảy theo quy luật hấp dẫn của vũ trụ, những người mong đợi nghèo đói và thiếu thốn đủ thứ đang sống trong sự nhàm chán của nghèo đói và quy luật của họ, chính tâm trí họ thu hút thêm sự thiếu thốn, khốn khổ và bất hạnh đủ loại. Những gì cô ấy nói chắc chắn là sự thật. Nhiều người đang sống trong hoàn cảnh nghèo khó lại ghen tị và bất bình trước sự giàu có của hàng xóm. Thái độ tinh thần này dẫn đến sự thiếu thốn, hạn chế và nghèo đói hơn nữa trong cuộc sống của họ. Họ có thể là vô tình ngăn cản lợi ích của chính mình, tuy nhiên họ có một tài sản để chia sẻ nếu họ muốn, nhưng cần khai mở tâm trí của họ với sự thật về sự tồn tại kho báu bên trong. Tài sản của anh ấy đang ở đây, nhưng anh ta mù tịt với nó. Một người bạn của tôi sống ở Bắc Alaska đã từng viết thư cho tôi và nói rằng cuộc sống thật không thể chịu đựng được. Anh ta cảm thấy rằng mình đã mắc phải một sai lầm bi thảm khi đến Alaska để tìm kiếm tài sản của mình, rằng cuộc hôn nhân của anh ta là một thất bại hoàn toàn, giá cả đắt đỏ và gian lận, tính phí quá cao tràn lan. Khi anh ta ra tòa để giải phóng cuộc hôn nhân của mình, thẩm phán đã quanh co và anh ta nhận được một thỏa thuận. Anh ta kết luận bằng cách nói rằng không có công lý trên thế giới này. Những gì anh ấy nói là đúng. Tất cả những gì chúng ta cần làm là đọc tờ báo buổi sáng ở bất kỳ khu vực đô thị nào, và chúng ta đọc về các tin tức giật tít như giết người, tội phạm, giật ví, móc túi, hiếp dâm, hành vi gian dối và thất bại trong văn phòng, tham nhũng ở những vị trí lãnh đạo cao và thói trăng hoa trong các nơi công quyền. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng tất cả những thứ này đều do con người tạo ra, và bạn có thể thoát ra khỏi chúng và tách biệt. Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó. Đừng đá động đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Sách Cô-rinh-tô quyển 2 chương 6 mục 17. Bạn có thể vượt lên trên tâm trí số đông, sự tàn ác của con người và lòng tham bằng cách điều chỉnh bản thân với nguyên tắc hành động đúng và công lý tuyệt đối trong bạn. Đức Chúa Trời là sự công bằng tuyệt đối, sự hòa hợp tuyệt đối, tất cả phúc lạc, tình yêu vô biên, niềm vui viên mãn, trật tự tuyệt đối, vẻ đẹp diệu kỳ, trí tuệ tuyệt đối và quyền năng tối cao. Tất cả những điều này là thuộc tính, phẩm chất và năng lực của Đức Chúa Trời. Khi bạn tập trung vào những phẩm chất này và suy ngẫm về những lẽ thật của Đức Chúa Trời, bạn vượt lên trên sự bất công và tàn ác của thế giới, và bạn xây dựng một cơ sở xác tín chống lại tất cả những niềm tin sai lầm và những quan niệm sai lầm của nó. Nói cách khác, bạn xây dựng khả năng miễn dịch linh thiêng, một loại kháng thể tâm linh đối với tâm trí đại chúng. Lời giải thích này là khúc dạo đầu cho câu trả lời trực tiếp của tôi đối với bạn tôi. Tôi viết thư cho anh ta, đề nghị anh ta ở lại chỗ cũ, và tôi nghi ngờ anh ta muốn trốn tránh trách nhiệm của mình và chỉ đơn thuần là tìm kiếm một lối thoát. Tôi đã viết một lời cầu nguyện ngắn như sau: Tôi đang ở đâu, Chúa ở đó. Chúa cho tôi nơi ở, và Chúa cần tôi ở nơi tôi đang ở bây giờ. Sự hiện diện của Chúa trong tôi là trí tuệ vô hạn, toàn trí, và tiết lộ cho tôi bước tiếp theo, mở ra cho tôi báu vật của cuộc sống. Tôi cảm ơn vì câu trả lời đến với tôi như một cảm giác trực quan hoặc một ý tưởng nảy sinh một cách tự nhiên từ trong tâm trí tôi. Anh ấy đã nghe theo lời khuyên của tôi và cuối cùng đã được hòa giải với vợ. Anh mua một chiếc máy ảnh và chụp ảnh miền Bắc Canada và Alaska, viết truyện ngắn và tích lũy những gì anh coi là một gia tài nhỏ. Một năm trôi qua, và để nhận quà Giáng sinh, anh ấy đã gửi cho tôi 2.000 đô la, gợi ý rằng tôi nên đi nghỉ ở châu Âu. Người đàn ông này đã tìm thấy hạnh phúc bằng cách khai thác ngôi nhà kho báu bên trong, và anh ta phát hiện ra rằng tài sản của anh ta đã ở đúng nơi anh ta đang ở. Làm thế nào một giáo sư phát hiện ra một tài sản?
Gần đây tôi đã nói chuyện với một giáo sư đại học, người rất tức giận về việc anh trai của anh ta, một tài xế xe tải, kiếm được 15.000 đô la và trong khi anh ta chỉ nhận được 8.000 đô la một năm. Anh ấy nói, tất cả đều quá bất công, chúng ta phải thay đổi hệ thống. Tôi đã làm việc chăm chỉ và vất vả trong 6 năm để lấy bằng tiến sĩ, còn anh trai tôi thậm chí chưa bao giờ học trung học. Vị giáo sư này rất xuất sắc trong lĩnh vực cụ thể của mình, nhưng ông không biết về các quy luật của tâm trí. Tôi nói với ông ta rằng, một nhân viên phục vụ trong nhà hàng yêu thích của tôi kiếm được hơn 300 đô la một tuần bằng tiền boa và chỉ ra rằng những sự chênh lệch mà anh ta nói thực ra là ở khắp mọi nơi. Tôi giải thích với giáo sư rằng anh ta có thể vượt lên trên tâm trí đại chúng, đôi khi được gọi là tâm trí chủng tộc hoặc quy luật trung bình, tức là tâm trí ngũ quan, tâm trí suy nghĩ theo quan điểm của hoàn cảnh, điều kiện và truyền thống. Theo đó, theo gợi ý của tôi, anh ấy bắt đầu thực hành đứng trước gương mỗi sáng và khẳng định của cải là của tôi, thành công là của tôi, bây giờ thăng tiến là của tôi. Anh ta tiếp tục khẳng định những tuyên bố này trong khoảng 5 phút mỗi sáng, biết rằng những ý tưởng này sẽ ngấm sâu vào tiềm thức của anh ta. Dần dần, anh ta bắt đầu cảm thấy rằng tất cả những điều kiện này đều đúng. Và vào cuối thời gian một tháng, anh nhận được lời mời từ một trường đại học khác với mức lương 13.000 đô la một năm. Đột nhiên, anh phát hiện ra khiếu viết lách và bản thảo của anh đã được một nhà xuất bản lớn chấp nhận. Điều này sẽ mang lại cho anh một khoản thu nhập khá lớn. Vị giáo sư phát hiện ra rằng ông không phải là nạn nhân của hệ thống hoặc thang lương dự kiến do trường đại học vạch ra. Tài sản của ông nằm ở việc ông khám phá ra sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình. Niềm tin của một thư ký đã làm nên điều kỳ diệu với cô ấy. Một thư ký pháp lý đã phàn nàn với tôi như sau: tôi không bao giờ được nghỉ, sếp và những cô gái khác trong văn phòng thật xấu tính và tàn nhẫn với tôi. Tôi đã bị ngược đãi ở nhà và người thân của tôi suốt cuộc đời, đại loại là vặn rủi theo đuổi tôi. Tôi không ổn, tôi nên chết đi. Tôi giải thích với cô ấy rằng cô ấy rất tàn nhẫn với bản thân về mặt tinh thần. Sự tự đánh giá và tự thương hại của cô ấy phải được minh chứng và xác nhận trên bình diện ngoài cuộc sống. Nói cách khác, thái độ và hành động của những người xung quanh chứng thực và phù hợp với trạng thái nội tâm của cô ấy. Sau đó, cô ấy ngay lập tức ngừng trừng phạt bản thân và biết được rằng đức tin không có việc làm thì nó sẽ chết. Về đức tin, cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Sách Gia Cơ, chương 2, mục 17. Vậy niềm tin là gì? Niềm tin là bản chất. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Sách Hebrew, chương 11, mục 1, từ Kinh Thánh. Đức tin là hình ảnh tinh thần mà theo thời gian nó tự khoác lên mình một cơ thể hiện hữu. Mọi hình ảnh tinh thần duy trì đều nhất định phải tự hoạt động. Theo chỉ thị của tôi, cô thư ký này hình dung ra cảnh mình đang được ông chủ chúc mừng vì công việc rất hiệu quả, và cô ấy cũng ghi dấu hình ảnh anh ta báo tăng lương cho cô ấy. Cô không ngừng lan tỏa tình yêu và thiện chí đến chủ nhân và tất cả các cộng sự của mình. Trung thành duy trì hình ảnh tinh thần của mình nhiều lần mỗi ngày trong vài tuần. Cô hoàn toàn lặng người khi chủ nhân của cô không chỉ chúc mừng công việc của cô mà còn yêu cầu cô kết hôn với anh ta. Trong vài giờ nữa, khi tôi hoàn thành chương này, tôi sẽ rất hân hạnh được làm giáo sĩ điều hành lễ cưới. Cô ấy đã tìm thấy chiếc chìa khóa mở ra ngôi nhà kho báu. Đức tin của cô được chứng minh là bản chất của những điều được hy vọng và bằng chứng của những điều không thấy. Những điểm cần nhớ: 1. Tài sản của bạn bắt đầu từ bạn. Suy nghĩ của bạn và cảm giác của bạn tạo ra số phận của bạn. Tất cả quyền năng, thuộc tính và năng lực của Chúa đều bị khóa chặt trong tiềm thức của bạn, và bạn có chìa khóa mở ra những kho báu bên trong. Đó chính là suy nghĩ của bạn. 2. Có một sức mạnh tiềm ẩn bên trong bạn,
có thể nâng bạn lên khỏi giường bệnh, chữa lành bạn và đưa bạn đến con đường hạnh phúc, thanh thản và mọi phước lành của cuộc sống. 3. Bạn có thể rút ra từ tiềm thức của mình một ý tưởng đáng giá cả gia tài. Hãy kêu gọi trí tuệ vô hạn trong bạn cho những ý tưởng sáng tạo và bạn sẽ nhận được chúng. Hãy hỏi và bạn sẽ nhận được. 4. Bằng sự kiên trì, bền bỉ và lòng quyết tâm vươn tới đỉnh cao, bạn có thể vươn lên những đỉnh cao của nghề nghiệp hoặc lý tưởng trong cuộc sống. Đặt tầm nhìn của bạn lên cao, bạn có quyền bác bỏ hoàn toàn những tuyên bố tiêu cực của người khác và tin tưởng vào quyền năng tối cao bên trong bạn, điều không bao giờ thất bại. 5. Chính cánh buồm chứ không phải hướng gió quyết định hướng đi của con tàu. Chính suy nghĩ, cảm giác và hình ảnh bên trong của bạn sẽ quyết định tương lai của bạn và mang lại cho bạn cuộc sống giàu có. Đây là quy luật của tâm trí. Hãy quên đi những bất bình đẳng và bất công của thế giới hay tâm trí quần chúng. 6. Nếu bạn đồng ý với cuộc sống, với mỗi xu một ngày, cuộc sống sẽ đáp lại tương ứng. 7. Bất cứ điều gì bạn gây ấn tượng trong tiềm thức, dù tốt hay xấu, sẽ xuất hiện dưới dạng hình thức, chức năng, trải nghiệm và các sự kiện trong cuộc sống của bạn. 8. Nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã ban cho bạn mọi thứ giàu có để tận hưởng. Yêu cầu những món quà này và sự giàu có sẽ tràn vào cuộc sống của bạn. Bạn càng cho nhiều, bạn sẽ nhận được nhiều hơn. 9. Tài sản của bạn đang ở ngay nơi bạn đang ở. Bạn có thể vượt lên trên tất cả sự thiếu thốn và hạn chế của thế giới nếu bạn đồng tâm hiệp lực về mặt tinh thần và tình cảm với những điều tốt đẹp bạn muốn, tiềm thức của bạn sẽ đáp ứng tương ứng. 10. Nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn và tận hưởng cuộc sống giàu sang dư giả, hãy ngừng so sánh bản thân với người khác và ghen tị với sự giàu có hay thành công của họ. 11. Niềm tin của bạn là niềm tin chắc chắn rằng hình ảnh tinh thần mà bạn duy trì trong tâm trí sẽ được thể hiện. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 4, cách giải phóng sức mạnh vô hạn để mang lại lợi ích trong cuộc đời bạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5.